xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đó vị phải nói là trước báo ân từ, trước báo ân từ trung tâm của lễ hội Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2020 đó vị là chật kín người, chật kín người luôn. Quý vị cùng nhã ha, xem cái không khí trước báo ân từ ngày hôm nay nó như thế nào, ra làm sao. Đó, vị thấy không? Cái con đường này là đi về hướng cửa số 7 chùa đó vị. Ngày hôm nay cũng lạ lắm rồi. Đó, bà con cô bác tranh thủ chạy ngang báo ân từ vào ngày này để mà ngắm nhìn ha cái cảnh triển lãm bên trong Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2020 nhớ vậy. Xe rất là nhiều luôn. Wow, không khí sôi động đó, mấy chị mấy gì ở trong triển lãm ra nè. Đó vị thấy không, còn mấy anh này chắc có lẽ là rinh đồ vô và bây giờ ngồi đây nghỉ mệt. Đó, trung tâm của Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 ha. Còn đây là cái cảnh nhã đi trước cái cổng của lễ hội, trước cổng của lễ hội ha, ghi hình cho bà con cô bác mình xem năm nay nó như thế nào, ra làm sao. Bây giờ phải nói là siêu vui luôn quý vị, rất là vui. Đó, vậy thấy không, nó đi một vòng ha cho cô chú anh chị xem trung tâm của Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2020 nha. Đó, vậy thấy không, giờ là chật đường luôn, lâu lắm rồi ha mới thấy cái cảnh chật đường như thế này. dạ đổ tét lên chưa không? Dạ ok, dạ có lên rồi luôn. Dạ. Ở trong đó trang trí xong hết chưa? Chưa. 80% chưa? 80% rồi. Ok. Dạ. Dạ. Đó giờ con dạo một vòng coi thử bà con ở trong đó làm xong bao nhiêu phần trăm rồi. Dạ. Đó, để biết được những cái đặc sắc của trung tâm Hội Yến năm nay đó vậy. Ở đây nè. Đây là cái cổng chính. Wow, gió dữ vậy. Trung tâm của Hội Yến. Đây, các bạn đây. Kính mừng đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 canh tí 2020 ha. Đó, nhớ sẽ đi xung quanh. Wow, có lẽ là hôm nay có mưa quý vị ơi. Đó, ở trước Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 năm 2020 nhớ vậy. Đó, rất là vui, một năm rồi ha, đợi một năm rồi mới tới cái lễ như thế này ha. Hiện giờ nhã sẽ đi lòng vòng ở dưới đây rồi nhã sẽ vòng lại cho cô chú anh chị xem ha, cô chú anh chị xem cái cảnh Hội Yến năm 2020. Đó, đây là ở hộ pháp đường. Đó, mấy gì mấy chị tranh thủ đi vô cúng ha. Đó, tranh thủ đi vào cúng đây. Đó. Rồi. À, một chút ha, cái không khí lễ hội Yến Diêu Trì Cung đó, cho cô chú anh chị xem. Bây giờ thì nhã sẽ đi vào trong ha. Đi vào trong đại lễ. À, vị thấy không? Rất là vui rồi. Mừng quá. Tòa Thánh Tây Ninh năm nay. Đó. Năm 2020. Mặc dù là trước khi lễ cỡ nửa tháng thì vẫn còn có một chút cái lo lắng về lễ năm nay có tổ chức hay không, nhưng mà rất là mừng hả vị, rất là mừng bà con cô bác đã tề tụ về đây trước đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 đó. Anh cũng vị thấy học không khí đó. Rất là vui rồi. Không khí xung quanh đây đó. Hy vọng vào cái ngày 15 âm lịch hả vậy là sẽ có đông bà con ở Tây Ninh mình đi nè, cộng thêm là du khách khắp nơi đổ về cái ngày đó, thì hy vọng là chương trình nó sẽ coi như là đông vui ha, vui và an toàn đó. Quan trọng năm nay phải có chữ an toàn nữa.
Rồi bây giờ Nhã sẽ đi qua đây. Đó, đi qua đây ghi hình trước cái cổng trước đi. Đó, đây thì có bà con ha, bà con ở khắp nơi về đây. Đó, năm nay vắng hơn mỗi năm đó vậy. Vắng hơn mỗi năm ha. Bà con cô bác về đây. Đó, vậy thấy không? Năm nay vắng hơn mỗi năm. Đó, khung cảnh xung quanh. Đó. Đến đây thì cô chú cũng tranh thủ để mà viếng ở hộ pháp đường. Đó, vậy thấy không? Khung cảnh ha, xung quanh đây. Đó, hộ pháp đường. Đó, bà con ở khắp nơi thầy tụ về tòa thánh Tây Ninh. Khung cảnh ha, xung quanh đây. Chỗ của hộ pháp đường nè. Vậy thấy không? Hộ pháp đường. Hộ pháp đường năm 1948. Khung cảnh ở phía trước ha, phía trước cái chỗ của ông, của ngài Đức Hộ Pháp. Đó, vậy thấy không? Ngài Đức Hộ Pháp ha. Đó, một cái nơi rất là quen thuộc với bà con xứ đạo Tây Ninh. Đó, rất là đẹp quý vị. Khung cảnh xung quanh đây nó rất là mừng ha, bởi vì bà con cũng đã tề tụ về tòa thánh Tây Ninh vào cái dịp rằm tháng 8 hội yến Diêu Trì Cung. Đó, giờ mấy cô mấy dì có lẽ là đi vô cúng nè, cô mấy dì đi vô cúng ha. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á là cảnh ở trung tâm của hội yến Diêu Trì Cung. Đó, vào cái mùa rằm tháng 8 năm 2020 ha. Đó, thấy không? Cảnh wow, xe đậu phía trước nè, xe đậu phía trước cũng rất là đông vui luôn, đông vui bà con đậu xe phía trước. Đó, hội yến Diêu Trì Cung. Đó, vị thấy không? Khung cảnh nhộn nhịp đông vui, nhộn nhịp đông vui. Wow, nhìn thấy những cái quầy hội yến ở trong đó rồi đó vậy. Đó, những cái gian hàng triển lãm hội yến đèn chớp xanh xanh đỏ đỏ. Đó, vui rồi đó, vui rồi đó. Như vậy là năm nay đâu có buồn hết vậy. Đó, quý vị thấy không, khung cảnh nó thay đổi mỗi ngày mỗi ngày. Đó, rồi nó đi dần dần. Đó, đi vào bên trong lễ ha, và ghi hình cho bà con mình xem. Đó, những cái công đoạn cuối cùng của trung tâm lễ ở tòa thánh Tây Ninh năm 2020 nhớ vậy. Đấy nè, đây là cổng chính nè. Đó, cổng chính của đại lễ đây, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung năm 2020 đó vậy. Đó, thấy không, khung cảnh xung quanh đây. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, như là đủ phòng ban này nọ rồi. Đó, khung cảnh trước đại lễ. Đó, vậy thấy không? Để nhà vô trồng nghĩa tí xíu ha, cho cô chú anh chị xem. Đó, cái đại lễ năm nay thì nó như thế nào, ra làm sao. Đó, vậy thấy không, trung tâm của đại lễ yến Diêu Trì Cung. Đó, wow, wow, một cái cảnh rất là quen thuộc. Đó, vậy thấy không, một cảnh rất là quen thuộc với cô chú anh chị khắp nơi. Đấy, ở đây thì theo Nhã quan sát ha, là có hội yến, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung họ đạo thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đó, và kế bên là họ đạo phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đó, rồi ở đây thì có là họ đạo Bình Minh. Đó, vậy thấy không, họ đạo Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Đó, tỉnh Tây Ninh, chức sắc đồng đạo nam nữ thành tâm hiến lễ đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Đó, thì thấy không, cũng đông vui ha, đông vui lễ hội năm nay. Đó, không có buồn đâu quý vị. Rất là đẹp, rất là đẹp. Còn đây là phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Đó, vậy sao kế bên
là đại lễ hướng di trực cung họ đạo liên khu phố Ninh Lợi đó. Lúc sơ cho cô chú anh chị xem ha, lúc sơ cho cô chú anh chị xem đó, ở trung tâm lễ hội bây giờ thì nó như thế nào rồi, nó ra làm sao rồi đó. Rất đông vui, rất đông vui. Đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung năm 2020 nha quý vị, rất là đông vui đó. Cho cô chú anh chị nghĩa cảnh xung quanh ha, nghĩa cảnh xung quanh đó. Mùa đại lễ năm nay như thế nào, ra làm sao đó. Rất là vui đó quý vị. Phải nói là đợi một năm nó mới có một cái ngày lễ, ngày lễ rằm tháng 8 hội Yến Diêu Trì Cung. Thì hy vọng qua những cái hình ảnh này ha, cô chú anh chị khắp nơi xem được sẽ cảm thấy là ấm lòng và ý nghĩa trong cái mùa rằm tháng 8 đến hả vậy. Vậy thấy không, rất là vui ha. Rồi nha, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha, chúc cô chú anh chị khỏe nha.